các mạch máu thâm nhập cấu trúc xương và cung cấp oxy, dinh dưỡng cho các nguyên bào xương. Nhờ có máu cung cấp oxy và dinh dưỡng, ở đầu xương diễn ra quá trình sụn biến thành xương, còn gọi là quá trình hóa xương, giúp xương dài ra. Đây là quá trình phát triển của xương.